Buổi chiều ngày 25 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Quý Mão, tại chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ban Chức sự Chư Tăng Hành giả An cư tổ chức trao 100 phần học bổng tiếp sức đến trường năm học 2023-2024 cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Mỹ Tho. Buổi trao học bổng có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thiền chủ Hạ Trường Vĩnh Tràng, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang, Chư Tôn Đức đại diện Ban Chức sự Hạ Trường Vĩnh Tràng. Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Bé Phượng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, ông Bùi Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho, bà Trương Thị Hoàng Lam, Phó Trưởng phòng Giáo dục thành phố Mỹ Tho, cùng quý vị thầy cô giáo và 100 em học sinh tham dự. Trao học bổng tiếp sức đến trường mỗi năm học mới là việc làm thường xuyên từ nhiều năm qua mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng như Tăng ni Phật tử tỉnh nhà luôn quan tâm thực hiện. Đặc biệt với sự vận động của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Chư Tăng ni đã chung tay cùng Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, Đài truyền hình tỉnh, Công ty Viễn thông VNPT Tiền Giang tổ chức chương trình Nâng bước đến trường. Qua đó đã hỗ trợ rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình, mở ra con đường tươi sáng cho nhiều trẻ em bất hạnh. Với sự phát tâm của Chư Tăng hành giả an cư tại Hạ Trường Vĩnh Tràng, đầu năm học 2023-2024 này có 100 em học sinh được nhận học bổng, mỗi phần trị giá 700.000 đồng, bao gồm một số nhu yếu phẩm và tiền mặt. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu của Phật giáo, ban tổ chức chương trình dành ít thời gian để hướng dẫn các em học sinh biết thêm về ý nghĩa của nghi thức bông hồng cài áo và hướng dẫn các em cài hoa hồng để ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của cha và mẹ mà cố gắng chăm chỉ học tập. Dịp này, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng có lời phát biểu chúc các em học sinh vững bước vào năm học mới, hoàn thành con đường học vấn của mình để mai sau làm người hữu dụng cho nước nhà và xã hội. Em Dương Thị Trúc Huỳnh, sinh năm 2009, học sinh lớp 91 trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức, đại diện cho các học sinh được nhận quà, phát biểu cảm ơn Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tăng hành giả an cư tại chùa Vĩnh Tràng đã luôn quan tâm giúp đỡ các em trên bước đường học tập. Buổi trao học bổng nhân mùa Vu Lan của Chư hành giả an cư tại chùa Vĩnh Tràng khép lại nhưng ghi dấu nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tâm hồn các em học sinh thế hệ tương lai của đất nước.